Ban nhạc và quân đội Israel diễn tập cho lễ đón Tổng thống Joe Biden. Các ban nhạc và quân đội Israel đã đến cả thảm đỏ tại sân bay Ben Gurion vào thứ Ba ngày 12 tháng 7 để tham gia một cuộc diễn tập chung trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến. Biden dự kiến sẽ đến vào ngày thứ Ba 13 tháng 7 cho chuyến thăm 3 ngày, trong đó ông sẽ gặp Thủ tướng Israel là Yair Lapid và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trước khi lên đường đến Ả Rập Saudi. Ông sẽ được chào đón trong một buổi lễ tại sân bay bởi Lapid và Tổng thống Israel Isaac Herzog. Truyền thông Israel đưa tin do lo ngại về COVID-19, Biden sẽ không bắt tay với các chức sắc Israel hay chụp ảnh. Nhà Trắng cho biết vào hôm thứ Hai 11 tháng 7 rằng Biden muốn sử dụng chuyến đi Trung Đông của mình để tăng cường hội nhập của Israel trong khu vực và sẽ làm việc để đạt được tiến bộ trong quan hệ hòa bình thường hơn giữa Israel và Ả Rập Xê Út. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết bất kỳ sự bình thường hóa nào giữa Israel và Saudi Arabia có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng ông Biden sẽ tìm cách đạt được tiến bộ trong chuyến đi tới Israel và Saudi Arabia.